Những màn trượt té đầy rông bão của mỹ nhân Việt Phương Hy Thùy Tiên được làm vedette nhờ danh hoa Á hậu chống lưng. Chào mừng bạn đến với tin tức nơi có thể làm bạn đã cái nư vì sắp dìm idol ai đó. Những sự cố trượt té trên sàn diễn thời trang dạo này xảy ra khá nhiều. Dù sao thì các hoa, á hậu hay người mẫu cũng chỉ là người bình thường, việc vấp phải sai sót là điều không thể tránh. Tuy nhiên, không ít cú vấp ngã trên sàn diễn thời trang lại gây ra nhiều sóng gió, khiến cư dân mạng phải tranh cãi trái chiều. Phương Nhi, gần nhất có thể kể đến trường hợp của á hậu Phương Nhi. Cô nàng tham gia một show diễn thời trang của nhãn hàng Đình Đám, đảm nhận vị trí vedette, sau đó suýt té và vô số tranh luận xảy ra. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, Phương Nhi đã tham gia trình diễn thời trang tại một show diễn của thương hiệu lớn. Cô nàng được nhà mốt ưu ái giao cho vị trí vedette quan trọng của show. Màn trình diễn của nàng á hậu có thể sẽ rất thành công nếu như đoạn cuối khi đi ra chào khán giả kết show, Phương Nhi không bị vấp suýt té sấp mặt trên sân khấu. Cú vấp té của Phương Nhi ngay sau đó đã gây ra màn tranh luận lớn trên mạng xã hội. Nhiều netizen đã tỏ rõ sự thắc mắc rằng giữa một show thời trang lớn như thế, dàn người mẫu chuyên nghiệp chỉ được diễn nền mà không có được vị trí quan trọng. Trong khi đó, Phương Nhi còn trẻ và chưa dày dặn kinh nghiệm lại được giao trọng trách làm vedette. Có người nói thẳng ra là vì Phương Nhi có danh hiệu á hậu chống lưng nên được ưu ái. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng cho rằng thời buổi này nếu không phải hoa á hậu, chỉ chăm chăm làm người mẫu thôi thì dù có diễn xuất sắc đến đâu cũng không thể lọt vào mắt các chương trình thời trang. Về phần Phương Nhi, bản thân cô cho biết mình rất buồn nhưng cũng không thể tránh được lời nói nặng nhẹ từ khán giả. Thùy Tiên đảm nhận vị trí vedette trong một show diễn thời trang diễn ra vào năm ngoái. Hoa hậu Thùy Tiên cũng có cú ngã nhớ đời trên sàn diễn thời trang. Thực tế ai cũng biết, với danh hiệu quốc tế cùng sự săn đón nhiệt tình của truyền thông thì Thùy Tiên xứng đáng được giao vị trí quan trọng. Thế nhưng, việc Thùy Tiên té sóng xoài khi làm vedette vẫn khiến netizen không thể không bàn tán. Một số comment cho rằng, dù cô sải bước trên sân khấu khi thi hoa hậu tốt nhưng không đồng nghĩa với việc có thể đi ổn trên sàn diễn thời trang, chưa kể sự khác biệt giữa hai chương trình. Cũng giống trường hợp của Phương Nhi, nhiều người cho rằng Thùy Tiên được làm vedette là nhờ độ nổi tiếng cùng danh xưng hoa hậu. Trần Thanh Tâm, đối với Trần Thanh Tâm thì khỏi nói nhiều nữa. Cô đi thi hoa hậu thôi đã ẵm danh mít té rồi thì trình diễn thời trang sao có thể tránh việc vấp ngã cho được. Không ít lần mỹ nhân chứng rắn làm người xem phải thấy đau dùng vì té sóng xoãi, té cực mạnh như sắp lủng sân khấu của chương trình. Mặc dù té nhiều là thế nhưng Trần Thanh Tâm vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng lên sàn diễn thời trang. Cô vẫn được các chương trình thời trang mời tới diễn. Vậy nhưng trình độ trên sàn thời trang của Trần Thanh Tâm thật sự phải trau dồi thêm, vì dù có là diễn nền cũng phải biết đi sao cho đẹp cho đúng. Chứ cỡ như không phối hợp với Lê Bống thì bị dân mạng chờ ê chê cũng là điều dễ hiểu. Ngoài ra, có nhiều người cho rằng sở dĩ Trần Thanh Tâm được mời diễn là do các chương trình muốn kiếm nhiệt, gây chú ý. Minh Hằng là ca sĩ, diễn viên, Minh Hằng sau này còn đá chéo sân làm người mẫu và mang về nhiều bất ngờ cho khán giả. Dĩ nhiên, bất ngờ ở đây không hề theo chiều hướng tốt, bởi Minh Hằng lần nào diễn thời trang cũng làm dân mạng phải hú hồn. Khiến cõi mạng được dịp chê cười nhiều nhất là cú lộn nhào lịch sử của Minh Hằng trên sàn diễn của một chương trình thời trang năm 2019. Bên cạnh đó, cô cũng suýt vấp té khi diện bộ trang phục có phần áo choàng dài lướt thướt mặt sàn. Sự vụng về của Minh Hằng khi biểu diễn đã gây ra nhiều tranh cãi, cho rằng cô không hợp với sàn diễn hình chữ T. Mặt khác, khả năng trình diễn thời trang của nữ ca sĩ một vòng trái đất rất hạn chế, hay nói đúng hơn là không hề đẹp mắt. Ấy vậy mà Minh Hằng sau này vẫn được làm huấn luyện viên của một chương trình thời trang, thậm chí còn thị phạm cho thí sinh. Nhắc đến những màn vấp té của các mỹ nhân trên sàn diễn thời trang thì ngoài sự cảm thông, thương xót vì có đau đớn và mất mặt thì netizen cũng không ngừng tranh cãi, chê bai. Đa số những màn vấp té đến từ các hoa, á hậu, các nghệ sĩ được chương trình ưu ái. Trong khi đó, những model chuyên nghiệp lại không có đất diễn và phải làm nền cho các hoa, á hậu trên sàn catwalk. Đây là điều làm rất nhiều cư dân mạng bức xúc.